Dù bạn đang sống ở đâu, trong tu viện, nơi phố thị hay trên một con đường yên tĩnh rợp bóng cây, kiểu gì bạn cũng phải nếm trải những vấn đề và những khó khăn vào lúc này hay lúc khác. Đây là bản chất của cuộc sống. Vì vậy, khi gặp vấn đề về sức khỏe, bạn không nên nói: "Thưa bác sĩ, có gì sai xảy đến với tôi bị bệnh rồi." Mà nên nói: "Có điều đúng đắn đang xảy đến với tôi, hôm nay tôi bị bệnh." Bản chất của cơ thể con người là thỉnh thoảng sẽ bị bệnh. Thật hợp lẽ tự nhiên khi cơ thể nhiễm khuẩn và cần bùng phát đúng lúc bạn không ngờ tới. Rồi cũng rất tự nhiên, hệ thống nước nóng có lúc bị hư. Bản chất của cuộc sống là vậy. Cho dù chúng ta có đấu tranh nhằm tạo dựng cuộc sống êm ả hơn cho chính mình và cho người khác, thì cũng không thể chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Bất cứ khi nào bạn trải qua đau đớn hay khó khăn, hãy luôn ghi nhớ một trong những ý nghĩa thâm sâu của từ bể khổ, tức là đòi hỏi thế gian phải cho ta điều mà thế gian không bao giờ cho ta. Ta mong chờ và đòi hỏi những điều không thể từ thế gian. Ta xin được một ngôi nhà hoàn hảo, một công việc hoàn mỹ. Ta mong muốn có tất cả những thứ ta cật lực làm việc để xây nên. Ta muốn sắp đặt công việc thật hoàn hảo vào đúng thời điểm. Nhưng đấy không phải là cách vận hành của vũ trụ. Nếu bạn đòi hỏi thứ mà thế gian không thể cung cấp cho bạn, thì bạn nên hiểu rằng bạn đang chuốc lấy bể khổ. Do vậy, dù bạn làm công việc của người trần tục hay bạn là người tu hành, làm ơn hãy chấp nhận rằng mọi sự vật, hiện tượng đôi lúc cứ trục trặc, hư hỏng. Việc của bạn không phải là đòi hỏi thế gian thứ mà nó không thể cho bạn. Việc của bạn là quan sát. Việc của bạn không phải là cố sức thúc đẩy và dục dã thế gian đi theo con đường như bạn muốn. Việc của bạn là hiểu, chấp nhận và buông đi. Càng chiến đấu chống lại cơ thể bạn, tâm trí bạn, gia đình bạn và thế gian, bạn sẽ càng gây ra thêm nhiều thiệt hại và càng phải nếm trải thêm sầu đau. Đôi lúc chỉ cần hiểu và đứng lùi lại, xa khỏi cuộc đời thường nhật, ta sẽ nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Rồi ta sẽ thấy chẳng có gì trục trặc với tu viện, chẳng có gì trục trặc với chúng sinh và chẳng có gì sai trái với thế gian. Ta hiểu rằng thế giới đi sai trệt là lẽ tự nhiên. Sầu khổ, khổ đế là một trong bốn chân lý cao thượng, tứ diệu đế mà Phật Pháp truyền dạy. Ta làm việc, đấu tranh, cố gắng tận sức để vun đắp cho cuộc sống của mình tốt đẹp. Nhưng rồi kiểu gì tất cả những thứ ấy cũng sẽ hỏng hóc, xa lệch. Ta không thể kiểm soát sầu khổ, mà thật ra ta nên cố hiểu nó bằng cách điều tra những nhân của nó. Đó là điểm mấu chốt cho việc luyện tập thành thiền mà quyển sách này hướng tới. Cũng là điều quan trọng trong thực tại cuộc sống thường nhật của chúng ta. Bởi vì loài người chúng ta mỗi khi nếm trải sầu khổ hoặc phạm lỗi lầm đều cố chạy trốn khỏi nó và cố thay đổi nó. Chúng ta đổ lỗi cho cỗ máy bị hư, nhưng bản chất tự nhiên của cỗ máy là hư. Sự vật hiện tượng bị hư hỏng, trục trặc, còn chúng ta thì sầu khổ. Do vậy, ta phải thay đổi thái độ của mình và ngừng chống chọi. Khi con người ngừng chống lại thế gian và bắt đầu hiểu về sầu khổ, ta sẽ nhận được phản ứng khác. Trong kênh Chuyển Pháp Luân có răng dạy: "Phải hiểu thấu chân lý cao thượng thứ nhất là khổ đế, chân lý về sự khổ đau. Nói cách khác, đừng cố vượt qua sầu khổ, đừng cố thay đổi nó, đừng cố làm cho nó tốt hơn và đừng cố trốn chạy khỏi nó, mà ta phải nên hiểu nó. Những thời khắc gian khó là cơ hội tuyệt vời để ngồi xuống và đối mặt với sầu khổ, để hiểu rõ nó và đừng chọn cách dễ dãi là chạy trốn khỏi nó. Bản chất của loài người là bất cứ khi nào sầu khổ hay gặp khó khăn trắc trở, chúng ta có ngay lối thoát cho mình: xem phim, lướt internet, đọc sách, tán gẫu, uống trà hay cà phê, hoặc chỉ đơn thuần là đi lang thang. Thực chất, chúng ta đang bước ra khỏi cái gì? Chúng ta hòa mình vào những trò vui để làm gì? Đó là phản xạ theo thói quen của chúng ta trước những đau khổ tệ hại và trước những thứ khiến ta không hài lòng. Nếu bạn thật sự muốn đi đến nơi nào đó,
đến tu viện hay bất kỳ nơi nào khác, để trở thành người có trí tuệ và tự do, Đức Phật dạy bạn nên hiểu về sầu khổ. Khi ta hiểu, ta không chỉ chấp nhận sự vật, hiện tượng, bởi vì nhiêu đó chưa đủ. Nếu suy nghĩ lân gân kiểu như mặc kệ đi, mọi sự trên đời đều phải theo cách thức như vậy mà, cho nên cố gắng để làm gì, không phải là phản ứng đúng. Khi thật sự hiểu khiếm nạn sầu khổ, chúng ta đang nếm trải cái gì, cuộc đời thật sự là gì, thì chỉ có duy nhất một phản ứng tự nhiên. Bất kỳ điều gì xảy đến, đừng cố chạy trốn, mà cũng đừng chấp nhận buông xuôi hoàn toàn. Khi bạn hành thiền, lắng tâm nhìn cuộc đời, bạn dần nhận ra rằng nó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Bất kể cái gì nằm ngoài tầm kiểm soát thì không phải là việc của bạn. Đó là câu thần chú tuyệt vời, ngắn gọn tôi áp dụng khi thành thiền. Và tôi cũng khuyến khích người khác sử dụng câu niệm chú đấy. Bất kể bạn đang trải nghiệm cái gì, bất kể bạn đang tu tập ở trong thiền viện hay ở bất cứ nơi nào, hãy nói, không phải việc của tôi. Bất kể điều gì xảy ra với nguồn nước, với chuyện người đến rồi đi, với thức ăn được cho, với thời tiết, hãy cứ nói, không phải việc của tôi. Bạn không việc gì phải lo lắng ai làm gì và nói gì với bạn. Đó là việc của họ, nghiệp karma của họ, chẳng liên quan gì đến bạn. Tương tự như vậy đối với cơn đau thể xác và với bệnh tật, khi bạn hành thiền, hãy tự nhắc bản thân đấy không phải là việc của bạn, đấy là việc của cơ thể, hãy để cơ thể tự chăm sóc chúng. Suy nghĩ như thế có uy lực rất mạnh mẽ, giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Thật là ta càng lo lắng cho cơ thể thì nó càng rệu tệ đi. Nếu bạn thoát ly khỏi cơ thể, ngồi tĩnh lặng, cứ cho phép cơ thể biến mất thì nó có khuynh hướng tự chữa lành. Thông thường, khi ta cố kiểm soát và tổ chức sắp xếp mọi thứ thì chúng chỉ có tệ đi mà thôi. Với cơ thể ta cũng vậy, đôi khi bạn cứ bỏ mặc nó và thư giãn, cơ thể bạn sẽ trở nên khoan khoái, thoải mái và tự chữa lành. Vì vậy, hãy buông nó ra và quên nó đi. Tôi biết nhiều vị chân tu có thể khiến cho bệnh tật mất quy luật của thành thiền. Lần đầu tiên tôi chứng kiến điều đó với Asate. Đó là lần đầu tiên tôi tới Thái Lan vào năm 1974. Thầy nằm viện do bệnh ung thư không thể chữa khỏi. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa bằng những phương tiện tốt nhất, nhưng đều vô vọng. Vì vậy họ gửi thầy về lại tu viện chờ chết. Và thầy lì đời sau những tận 25 năm. Đó là một ví dụ về những gì xảy ra sau khi thầy tu trở về lại tu viện chờ chết. Họ trở về và sống lâu, họ thoát ly khỏi mọi thứ, đạt tới tuệ Nibbida, tâm dứt bỏ. Khi tâm đã nhận đủ, nó thậm chí không muốn nhìn vào vạn vật nữa, và ta thấy vạn vật biến dần đi. Một cách nhìn khác về sự thoát ly thế giới là nhìn nhận nó như là một chuyển động vào tâm, chốn tĩnh lặng nội tại. Đôi lúc bạn muốn nhìn xem thế giới của gia đình mình, thế giới của bạn bè mình như thế nào. Thậm chí bạn muốn xem thế giới của Phật giáo ra sao. Khi ấy bạn đang khó thoát ly khỏi tâm, nghĩa là tự lôi kéo bản thân ra khỏi cõi tĩnh lặng của bạn. Bạn có thể cảm nhận được sự căng níu đó. Con người chúng ta sẽ luôn bị căng níu như thế suốt đời. Vậy bạn đã từng bị níu kéo như thế chưa? Thường thì những người tu rồi bỏ tu viện là vì họ bị hấp dẫn bởi chuyện tình cảm khác giới. Liệu điều đó có làm họ hạnh phúc? Cách đây nhiều năm, có một bài báo đăng trên tạp chí Punch, nhan đề lời khuyên dành cho những ai sắp kết hôn. Cả bài báo chiếm trọn trong hai trang đắc địa đều rỗng tuếch, ngoại trừ bốn mẫu chữ đừng. Bốn mẫu tượng này đủ thể hiện sự thấu hiểu bể khổ của hôn nhân. Đừng nghĩ rằng bạn khác người ta, rằng bạn có thể thoát khỏi sầu khổ bởi bạn đặc biệt hơn hoặc thông thái hơn kẻ khác. Chỉ có thói kiêu ngạo của bản ngã mới nghĩ rằng ta giỏi hơn, ta khôn hơn người khác, rằng ta có thể tránh được những vấn đề khó khăn, phức tạp mà những người khác đều phải đối mặt.
Khi còn trẻ, tôi đã từng huyễn hoặc bản thân như vậy. Tôi học cách ngăn không cho khó khăn tóm bắt được mình bằng cách lần mò tới tận cùng tính logic của chúng. Đôi tôi nghĩ, sau đó rồi sao nữa? Và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tôi có được bức tranh toàn cảnh. Đối với chuyện ảo mộng như tình yêu, hôn nhân và cái kết đẹp đẽ, họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Thì rồi sao nữa? Bóc cuộc hết niềm vui, bởi vì sau đó rồi sao sẽ chỉ là hư vô, vô sắc, không còn sự tươi sáng, không còn niềm vui hay hạnh phúc nữa. Bởi vì sau đó rồi sao, có thể là bất kỳ cái gì mà bất kỳ ai cũng có thể trải qua. Khi phần vui thú đã phai tàn và biến mất, bạn quay trở lại bạn bắt đầu. Còn hơn thế, bạn vẫn chưa hiểu được bất kỳ điều gì về cuộc sống. Bạn đang cố đi qua cuộc đời, cố giành giật vài khoảnh khắc hạnh phúc và vui sướng. Rốt cuộc, bạn đang rướn người lấy đà, nhảy về phía tuổi già và chia lìa những người mình yêu thương. Thế, điểm mấu chốt ở đây là gì? Đó là hãy đi theo lộ trình tuệ Nibbida, tức là hành thiền thu tập trí tuệ thực sự. Bạn đã nếm đủ sầu khổ, điều đó có nghĩa là bạn đã tích đủ cơ sở dữ liệu giữ xử lý. Hãy suy ngẫm về bể khổ khi bạn gặp gian khó và hãy rèn luyện tuệ Nibbida. Trong khóa thu tập thành thiền, sẽ có nhiều lúc bạn chán nản. Nếu bạn cảm thấy nhức chân cẳng hoặc bạn ngồi đó mà chẳng biết làm gì, bạn không muốn tọa thiền, không muốn đi thiền, không muốn đọc sách, bạn chán rũ rượi, đó là lúc bạn cần tìm hiểu về sự chán nản. Nếu bạn tìm hiểu về sự sầu khổ, bạn sẽ không tận dụng hết từng khoảnh khắc của khóa thiền. Bạn cũng không khám phá và trau dồi tính cách cá nhân của bạn. Việc rèn tâm không nằm ở sự kiểm soát vạn vật, mà nằm ở sự thông hiểu chúng. Hãy xem những khó khăn và thất vọng như là các sứ giả sự thật, đến để dạy ta, giáo huấn ta. Đại sư Ajahn, hay gọi những sứ giả này là Kuba Ajahn, những bậc tôn sư. Những Kuba Aja này không sống trong tu viện lớn. Đó là những Kuba Aja trong tưởng tượng. Kuba Aja thực sự ở trong chính mái nhà của bạn. Khi bạn tỉnh giấc, lúc sáng sớm nhưng lại mệt đến độ không muốn cất mình ra khỏi giường, những Kuba Aja này sẽ có mặt ngay tại nơi bạn ngồi thiền rất lâu mà chẳng đi được tới đâu. Kuba Aja thực sự sẽ hiện hữu trong lúc bạn nhập thiền, nhưng lại cứ đắn đo, tự hỏi còn lại bao nhiêu ngày nữa thì kết thúc khóa tu. Khi ai đó không đặt thức ăn thích hợp vào bát của bạn, hoặc khi bạn sắp thành thiền sâu, thì một con quạ kêu nháo lên. Tóm lại, bất cứ điều gì khiến bạn thấy thật sự thất vọng hay điên tiết, đó là Kuba Aja, bậc thầy. Tất cả là hành thiền, lắng nghe, thẩm thấu và hiểu. Khi bạn hiểu bể khổ trên thế gian, bạn sẽ nhìn thế giới như thể nó là một đống rác. Do bởi nó là rác rưởi nên bạn thoát ly khỏi nó. Bạn đứt lìa nó dần biến mất. Đó là khi phai biến diễn ra. Đó là lẽ tự nhiên. Bạn không cần phải làm cho nó biến mất. Không thể thực hiện được điều đó bằng sự lựa chọn, bằng ý chí hay bằng ý nghĩ. Ồ, tôi muốn tống khứ những con người này, con vẹt này, lũ kiến trên đường này, cái lạnh mà tôi đang cảm thấy này. Bạn không muốn tống khứ bất cứ cái gì cả, bởi lẽ nó không phải là việc của tôi. Khi bạn thật sự biết đó không phải là việc của bạn, thì toàn bộ sự vật sẽ tan đi và biến mất. Đây là ý nghĩa thâm sâu của việc đơn giản hóa và từ bỏ của cải vật sở hữu. Bạn không chỉ từ bỏ vật chất mà còn từ bỏ những thứ thuộc về tinh thần, những thói quen cũ, sự đố kỵ, sự phẫn uất, cách nhìn thủ cựu về những thứ mà bạn nâng niu và khư khư giữ lấy. Bạn vứt bỏ tất cả những thứ khiến bạn dục nhã, những thứ giam hãm, những thứ ràng buộc bạn. Hầu hết mọi người đều là tù nhân của quá khứ. Họ đánh đồng mình với quá khứ, xem quá khứ là bản thân, là tự ngã, bởi vì họ xem mình là quá khứ. Họ kết nối với quá khứ và sầu khổ theo quá khứ.
nhưng họ không cần phải như vậy, bởi vì họ có thể buông bỏ quá khứ. Cánh cửa Salim trong tù luôn luôn để mở, và bạn có thể bước qua cánh cửa ấy vào bất cứ lúc nào. Đừng nghĩ rằng bạn phải xử lý các vấn đề vướng mắc trong quá khứ. Bạn hoàn toàn có thể vứt nó đi. Thế thôi, buông luôn và cho phép nó biến mất nếu bạn thật tâm muốn làm vậy. Vậy nên khi áp dụng nhận thức về bể khổ, hãy tự hỏi xem mấu chốt của sự níu giữ quá khứ là gì. Hãy xem mục đích của việc đó là gì. Hiểu rằng như thế là sầu khổ, cho nên hãy vứt bỏ và cho phép nó biến mất. Thậm chí bạn đừng nghĩ về quá khứ luôn. Khi hiểu rằng những thứ đó chỉ là bể khổ, thì hệ quả tự nhiên ắt sẽ là buông bỏ. Càng hiểu sâu về chúng thì chúng càng biến đi. Cuối cùng, chúng không còn là một phần trong hành trang của bạn nữa. Bạn nhìn thế giới bên ngoài và nó biến đi. Bạn ngồi dưới mái nhà của mình và toàn bộ thế giới biến mất. Bạn hiểu rằng đây chính là đích đến cuối cùng của thành thiền. Hành thiền là nghệ thuật để cho vạn vật mờ đi, tan đi và biến mất, biến hẳn. Đó là sự chuyển động về hư không. Bấy lâu nay tôi thường cố gắng giữ gìn cho thân thể mình được mạnh khỏe, lâu dài bằng cách chăm chỉ tắm rửa, chăm sóc và để cho nó nghỉ ngơi. Nhưng khi hành thiền, tôi nói, thân thể này không phải việc của tôi. Khi ấy tôi chỉ việc ngồi đó, thoát ly hoàn toàn. Mặc dù tôi là trưởng tu viện, nhưng tôi vẫn thoát ly khỏi tu viện của mình, như mọi thứ khác. Khi tôi hướng vào bên trong cái hang của mình, tôi không làm gì cả. Tôi không phải là thể xác này, không phải là quá khứ hay tương lai của tôi. Tôi chỉ ngồi đó, cho phép mọi thứ tan đi, biến mất và đi luôn. Khi thể xác biến mất và bạn trải nghiệm tâm định sâu tận bên trong, đó chính là trạng thái Dhyana. Trong trạng thái này, bạn thoát ly khỏi thế giới bên ngoài, năm giác quan biến mất. Đôi khi trạng thái này được gọi là tách rời khỏi thế giới của năm giác quan. Trong thực tế, nó còn hơn cả tách rời mà là tách ly hoàn toàn, cắt đứt hoàn toàn với thế gian. Một khi bạn bắt đầu nếm trải tâm định, bạn sẽ thấy đó là một trạng thái gây nghiện kinh khủng. Nó phải như thế. Đó là dấu hiệu tốt, bởi vì sự mê nghiện trạng thái tâm định là thứ sẽ điều khiển bạn, hướng bạn đi sâu về cõi Niết Bàn. Đức Phật răn dạy rằng sự chất kết nối trong hành thiền sâu chỉ có thể dẫn dắt ta đến những giai đoạn giác ngộ và giải thoát. Bạn không phải bận tâm hay lo lắng về sự mê nghiện này. Đấy là niềm vui, là hạnh phúc và là con đường tu tập. Đó là sự tự do, đó là trạng thái mê nghiện mà sẽ dẫn bạn đến sự tan dần, mất hút dần và biến hẳn. Tuệ Nibbida tăng cao, thúc đẩy bạn thoát đi khỏi thế gian. Đây là con đường tu tập để trở thành một nhà sư thực thụ. Giờ thì bạn đã biết lý do tại sao chúng ta đi theo con đường của Đức Phật. Bạn biết được rằng có những đại đức đã bước đi trên con đường này như thế nào. Họ thoát ly thế gian và cho phép thế gian biến đi ra sao. Họ sung sướng trải qua hết giờ này tới giờ khác một mình. Bản ngã của họ biến mất thật sự. Họ dịch chuyển ngày càng sâu hơn nữa vào nội tại. Không phải vì họ di chuyển thân xác vào trong, mà vì họ thấy bể khổ xung quanh không phải là việc của họ. Họ thoát ly, mọi sự vật hiện tượng mờ đi, tan đi và biến mất. Điều đó mới vi diệu làm sao?